Mợ Hai nói với bà rằng con đem sinh mạng con ra bảo đảm sẽ đem ngũ hạnh về cho mẹ. Rồi Mợ Hai đi, con thấy bà và Mợ Ba đều khóc, rồi cho con đến ngủ với Mợ Hai nữa. Bà nói cháu đi với mẹ cháu đi. Vì bà đã biết bé Diễm là con của mẹ, con ở đây với mẹ đêm nay, rồi ngày mai mẹ sẽ đưa con đến gặp ba của con. Con sẽ có ba nữa sao? Ngày mai con sẽ gặp ba con. Thật hả Mợ Hai? Ba con là ai vậy? Ba con là người mang ngọc đến nhà mình hôm nọ, lúc mẹ bảo con trao tiền cho ông ấy, chính là mẹ muốn cho cha con được nhìn nhau. Ba của con tên gọi là Lý Tuấn Minh. Cuối cùng rồi con cũng được gặp ba. Phải khi nội còn sống thì nội mừng biết mấy. Nhưng con đi gặp ba, còn Mợ Hai thì sao? Mẹ, mẹ phải ở lại con à. Con hãy quên mẹ đi, coi như chưa từng gặp được mẹ. Không, con không thể quên Mợ Hai được. Thôi, khuya lắm rồi, con đi ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm hả? Mợ Hai cũng đi nha. Chiếc áo mẹ mai cho con còn dở, để mẹ mai tiếp cho con. Con ơi, chiếc áo cuối cùng này mẹ mai cho con, khi lòng mẹ nát tan thương hận. Mai này chia xa đớn đau, ai biết cho lòng khi con mẹ xa lìa. Từng mũi kim
gì? Con lại bái biệt bà, mợ ba và hữu đức đi con. Dạ, con xin từ giá bà, từ giá mợ ba và cầu hữu đức. À, con đi mạnh giỏi nha. Bé Diệm, con được về ở với ba, với ngoại là hạnh phúc lắm rồi. Con hãy ngoan nha con. Cảm ơn mợ ba. Bé Diễm, mày đi rồi, không biết chừng nào tao mới gặp được mày nữa. Tao tặng mày cái tổ chim này nè, lâu lâu về thăm tao nha. Cảm ơn cậu, Diễm sẽ nhớ cậu mãi. Đi, đi đến với cha con đi. À khoan khoan, khoan đã. Con hãy bảo họ đưa Hữu Hạnh đến đây đi. Anh Minh, xin anh hãy chăm sóc cho bé Diễm. Bé Diễm, lại đây cháu. Hãy đến với cha của con đi. Ba, mẹ, chúng ta đi về đi. Chúng ta về đi Thảo Xuân. Em đừng quên lời hứa với anh. Về đi. Hãy về với cha. Mẹ con phải ở lại với người ta. Đó là lời hứa của mẹ. Cha rất đau lòng, chứ không biết phải làm sao đây con à. Bé Diệm. Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con. Bé Diệm. Thảo Sương, anh mong em giữ lời hứa với anh. Về đi em. Sửa lại cho bé Diễm mấy cái áo. Từ ngày bé Diễm đi tới nay, cô không ăn không ngủ, suốt ngày hết cắt đến mai, rồi hết mai đến khóc. Tình trạng này kéo dài hoài, cô làm sao sống nổi chứ? Chị sống làm gì chứ, khi đâu đâu cũng gợi lại hình bóng con thơ. Tiếng nói của nó, giọng của nó cười ấm vang như còn đó, làm cho nhói đau lòng chị. Dù sao thì bé Diễm cũng đã được sống gần ông bà ngoại và cha ruột, cũng ít khổ hơn là những ngày làm kiếp tôi đòi. Không, chị biết bé Diễm sẽ không vui sướng đâu. Nó rất nhớ chị. Nó vừa gọi chị bằng mẹ thì đã phải xa chị rồi. Để chị mai cho nó mấy chiếc áo này, khi mặc vào nó sẽ bớt nhớ mẹ của nó. Thảo Sương, con lấy hàng này may áo cho bé Diễm đi, đừng có sửa áo con lại nữa. Dạ thưa bà. Mẹ, mẹ mang hàng đến cho con may áo cho bé Diễm mà. Phải, con may xong rồi á, mẹ bảo người mang đến cho bé Diễm. Cốt, con đem áo của mợ hai đem cất vào tủ đi con. Mẹ, mẹ không giận con nữa sao mẹ? Thảo Sương, nếu nói đến mẹ chồng và nàng dâu, thì từ lúc cưới con về cho Hữu Hạnh, mặc dù mẹ và con không một ngày hòa thuận, nhưng xét theo nỗi lòng của
một bà mẹ, mẹ không thể nào dành được niềm chúa xót khi nhìn con ngày đêm héo hắt. Nỗi nhớ niềm thương triều nặng vai gầy, mà sầu đông càng lắc lại càng ghi đầy. Có nhiều đêm mẹ lén nhìn qua khung cửa, thấy con ngồi bên thềm bất động, mong hồn như gửi tận nơi xa. Mẹ mới hiểu rằng tình nào cũng có thể cách chia, nhưng tình mẫu tử là thiên thu bất diệt. Con hãy nghe lời mẹ khuyên mà cố quê gương, mẹ sẽ tìm lời mà thuyết kế phục chồng con. Mọi người đều ủng hộ cho Thảo Sương à. Thảo Sương, em dựa vào mẹ và Minh Lan để chống lại tôi à, phải không? Có đúng như vậy không hả? Không, không phải như vậy đâu anh Hữu Hạnh à. Chị Thảo Sương đã cam lòng chịu đựng tất cả chỉ vì con. Nỗi thống khổ của chị đã làm xót lòng những bà mẹ như mẹ, như em. Nếu có một ngày em bị chia cách với con, chắc là em sẽ đau buồn đến chết thôi. Hữu Hạnh, xin anh hãy dẹp đi lòng vị kỷ mà sống lại tình người. Hữu Hạnh, con có biết không, Thảo Sư đã ngồi bảo đêm để mai từng chiếc áo cho bé Diễm. Mỗi mũi chỉ đường kim là giọt máu tươi rơi vào chiếc áo, và cũng rơi vào tim ta làm mềm lòng sắt đá. Vì ta cũng là một bà mẹ biết thương con. Con sẽ làm cho Thảo Sương phục tùng con. Con sẽ làm cho mẹ thấy. Dẹp, dẹp hết đi. Bỏ đi, bỏ đi, dẹp hết tất cả đi. Hữu Hạnh, anh còn muốn gì nữa chứ? Anh không thấy là em đang từng ngày đem tình cảm để sống với anh sao? Sống với tôi, tôi sẽ không bị cô gạt nữa đâu. Từ lúc tôi được tha về, cả nhà ai cũng chúc tụng mừng vui. Nhưng chỉ có cô lúc nào cũng đem bộ mặt đưa đám ra mà trêu ghẹo tôi. Tôi không chờ được nữa. Cô hãy giữ lời hứa đi. Nếu không, tôi sẽ sang bằng tiệm đồng tâm cho cô thấy. Anh Hữu Hạnh, anh Hữu Hạnh, Hữu Hạnh, Hữu Hạnh con. Trời ơi, cô hai, cô hai. Làm sao bây giờ hả? Mở cửa, mở cửa. Không mở tôi cho người phá bỏ bây giờ. Kìa Hữu Hạnh, con đừng có nóng nảy, để mẹ bảo nó mở cửa cho. Thảo Sương à, Thảo Sương, mở cửa đi con, có mẹ đây nè, không có sao đâu, mở cửa đi con. Ta, cậu hai. Bé Diễm, tại sao mày dám đến đây? Cha mày xúi mày phải không? Ra, trở về với cha mày mau. Cậu hai, từ nhỏ đã không có mẹ, xin cậu hai cha mẹ lại cho con. Con là cậu hai, hãy làm phước muốn tha cho mẹ con mà. Cậu Hạnh, cậu Hạnh ơi, em xin anh hãy tha cho mẹ con họ được gần nhau mà. Em gian anh mà. Cha ơi, con cũng lạy cha. Cha chở má lớn cho bé Diễm đi cha. Giáng sinh cầu khẩn, một lần nữa tôi lại xa vào cạm bẫy của các người. Được, mẹ Diễm, mày không trở về với cha của mày thì đi theo tao. Bà Lanh, Lão Du, đóng kín tất cả cửa lại. Mẹ ơi, mẹ Diễm.
Hãy mở cổng, mở cổng. Chết rồi, cửa đóng chặt làm sao đây? Cậu, cậu yên tâm, để con leo vào mở cổng cho. Hữu Hạnh đâu? Hãy giao bé Diễm lại cho tôi. Còn ai? Còn ai? Bé Diễm. Hãy trả bé Diễm và Thảo Sương cho tôi. Đừng hòng. Tất cả hãy xông vào. Chúng bay muốn chết à? Hữu Hạnh. Thảo Sương. Trời ơi, cô hai. Thảo Sương. Hai ơi, cô hai. Bà Phủ, mời bác sĩ mau. Thảo Sương, sao con lại làm như vậy? Bẩm bà và các vị, tôi đã cầm máu, nhưng vết thương đã tới phổi, e không cứu được. Thảo Sương con, mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ. Trời ơi, hãy đưa đi bệnh viện đi, nhanh lên. Không, đừng. Thảo Sương, đừng đưa đi. Xin hãy nghe tôi nói. Cô hai, các người ai để cho mọi thù hận theo tôi tan biến xuống quân mồ. Thảo Sương, cha đã giết con. Chẳng qua do định số. Ba mẹ, ba mẹ chớ quá đau lòng. Mẹ ơi, sinh mạng là muốn hàn gắn lại mối thù hận đau thương. Đừng làm uổng công người nữa mà. Tôi xin mọi người cho tôi gặp riêng Hữu Hạnh. Hãy tôn trọng lời cô hai. Hữu Hạnh, Thảo Sư nó muốn gặp con đó. Thảo Sư, tha lỗi cho anh. Anh không muốn như vậy đâu em ơi. Anh còn hận em nữa không? Không. Người đáng hận là anh nè. Hận. Vợ chồng ở với nhau bao năm, em đã nợ anh.
yêu thương anh trọn lòng. Kiếp sau em sẽ yêu thương anh trọn lòng. Thảo Sương ơi, lần đầu tiên anh được nghe em nói tiếng yêu thương giống mùa màng. Vì anh em đã khổ đau tàn hương sắc, đến nay nghĩ lại trong những đêm giao, bởi anh sai lầm để lỡ là Thảo Sương. Thảo Sương ơi, nếu có phép màu nào làm cho em khỏe mạnh lại, anh nguyện hy sinh cả mạng sống của mình. Em không thể nào chết được. Sương ơi, đừng anh. Thảo Sương, đừng tạo thêm ân nợ mà em chết không nhắm mắt. Không, không thể được. Em còn một nguyện vọng muốn xin anh. Được, anh sẽ chịu hết mọi nguyện ước của em. Nói đi, nói đi. Em muốn gì? Em muốn được gần tất cả người thân trong giây phút cuối. Dần dần dần, anh sẽ làm vừa lòng của em. Nhưng anh cần cho em biết rõ, trước kia vì yêu em mà anh không tha thứ cho họ, còn bây giờ anh chấp nhận tha cho họ cũng vì anh yêu em. Anh yêu em. Em hiểu. Cảm ơn anh. Tuần Minh, Thảo Sương là của ông đó. Ông hãy đưa cổ đi đi. Đi đi. Ba, mẹ, Tuấn Minh, bé Diễm, cuối cùng giấc mộng đã thành sự thật. Gia đình mình được đoàn tụ, hai đứa cùng về Vĩnh Long. Con muốn được chết ở căn phòng của con. Đức Văn, Kim Cúc, hãy lo xe để ta đưa cô về Vĩnh Long. Dạ, xe đã có sẵn rồi. Xin phép chị Xuân, chúng tôi tạm biệt. Anh chị cứ tự nhiên. Mẹ, Thảo Sương, con không lại giả từ mẹ được. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Thảo Sương, người ta đâu phải là con cái. Không chỉ con là ân nhân đã cứu mạng Hữu Hạnh. Lần biệt ly này mẹ đau lòng lắm con ơi. Chị Thảo Sương, em sẽ nguyện cầu trời Phật cứu độ cho chị tai qua nạn khỏi. Mình Lan, chị cảm ơn em. Chị Thảo Sương, hãy lo cho mẹ và Hữu Hạnh cùng hữu đức giùm chị. Lần chia tay này chắc không mong tai ngộ. Chị, con mưa lớn đi mạnh giỏi. Tạm biệt.
chưa nhấp đã say như sông mùi nhờ như gây dòng tình nỗi đau ngồi suốt năm canh bỏ quyên điểm nguyệt chuông kình nền sương à, Thảo Sương giờ này em đã ra sao rồi? Hữu Hạnh, cô không nên vùi đầu vào mén rượu mãi như vậy được. Mẹ ơi, con không dám tỉnh. Con sợ Thảo Sương. Con lo cho Thảo Sương mà tự hại đời mình thì cũng đâu có cố vãn được gì đâu. À, hay là con hận không đoạt được tình yêu của Thảo Sương. Đôi bia trái tim của Thảo Sương thì con luôn luôn là một bóng ma sống trong ảo giác chẳng chờ chợt đến rồi chợt đi không lưu lại vết chân nào dù con có chiếm được Thảo Sương bằng một thể xác vô ý tri sự chiếm đoạt ấy chỉ là trò đùa một trò đùa nghiệt cay con đã yêu Thảo Sương thật sự tại sao nàng cứ phải dừng miệng nói câu nghĩa vợ tình chồng nhưng lòng thì ở bên Lý Tuấn Minh tại sao lại bất công như vậy con cũng yêu Sương tha thiết nồng nàn mẹ ơi mẹ nói đi con phải làm gì bây giờ để chúng con được gần mẹ nói đi mẹ. Chính tình yêu của anh đã đẩy Thảo Sương ra xa anh và cũng chính tình yêu của anh đã giết cô ấy. Mình làm lúc nào em cũng nói là tại anh yêu Thảo Sương là có tội hay sao hả? Hữu Hạnh, tình yêu chân thật là phải biết chôn sâu tận đáy lòng vì người yêu mà cống hiến chứ đâu phải là trói buộc giam hãm. Tại sao tôi lại tự dắt mình vào chỗ chết? Có phải tôi đã quá ích kỷ không? Chính anh là người ích kỷ. Chỉ nghĩ cho anh mà quên đi nguyện vọng của mọi người. Tự ném mình vào vực thẳm vậy không hồi Lan ơi trong tình yêu anh là tên đi cướp đi bảo tàng cướp đoạt nụ cười của những kẻ thân yêu phải làm gì để đền bù lại tội xưa? Mình lặng. Tại sao em nhìn anh yên lặng? Em đang thương hại anh hay là em đang thù hận anh? Nói đi Mình lặng. Hữu Hạnh, em chỉ biết rằng em yêu anh. Em không
thù hận anh sao? Trong khi anh đã yêu Thảo Sương say đắm, yêu như điên dại, anh đã để em đi bên cạnh cuộc đời. Em như là chiếc bóng, mình là hãy trả lời đi. Em đã nói rồi, tình yêu chân thật là cho đi chứ không ràng buộc. Có phải em vừa nói ra một chân lý của tình yêu? Mình là em nói đúng. Anh đã quá ích kỷ trong tình yêu. Anh yêu Thảo Sương nhưng quá hẹp hòi, nên năm tháng đã biến thành thù hận. Tôi sẽ không để nàng phải chết trong hạnh phúc như vậy. Mẹ, mình là Thảo Sương, dù còn một tấc hơi, con cũng phải đem toàn lực dành sự sống lại cho nàng. Hữu Hạnh, Hữu Hạnh, trời ơi, không biết nó định làm gì nữa đây. Cầu xin Phật trời phù hộ cho các con. Cơn hấp hối, tại sao lại có thể đám cưới với Tuấn Minh được chứ? Nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy rõ ràng mà. Người ta tổ chức đám cưới để làm gì? Thảo Sương, trời ơi, sự thật như thế nào đây? Em đang quằn quại trong cơn đau, hay là em đang vui say trong hạnh? Thật là thế nào đây? Anh Thuận, anh nói đi, anh nói cho tôi biết đi. Vợ tôi, Thảo Sương như thế nào rồi? Có khỏe không? Vết thương ấy ra sao? Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng chứ gì. Anh Thuận à, Sương có nhắn gì với tôi hay không? Sương có còn quá hận tôi không? Hay là Sương vẫn nhớ tôi? Có phải vậy không anh Thuận? Anh nói tôi biết đi anh Thuận. Khoan đã, anh cho tôi vào nhà chứ. Tôi quýnh quán quá, mời anh vào. Sự việc ra sao rồi anh? Anh Hạnh, anh bình tĩnh ngồi xuống đi, rồi từ từ tôi nói cho anh nghe. Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa nếu anh chưa nói cho tôi biết Thảo Sương bây giờ ra sao. Nói đi anh, Thảo Sương thế nào rồi hả? Xin lỗi anh, tôi đã không làm tròn trách nhiệm mà anh đã giao phó cho tôi. Anh muốn nói chị ấy đã... Đã sao? Chết rồi. Hả? Thảo Sương đã chết. Không, không thể nào. Không thể nào như thế được. Anh nói tôi biết đi, Thảo Sương không chết. Anh nói đi, nói đi. Nói tôi biết đi. Được rồi, tôi xin lặp lại cho anh nghe. Chị Thảo Sương đã chết. Chết thật rồi. Thảo Sương chết thật rồi. Sao em bỏ anh vậy Thảo Sương ơi? Bình tĩnh lại anh, có than không?
có thương tiếc cũng không thay đổi được gì, chỉ làm hại cho sức khỏe của anh mà thôi. Tại tôi hết. Tất cả tân bi kịch này là do tôi. Trời ơi, tôi là một tên đồ tể, một kẻ tàn ác dã man. Tôi đã tự bóp nát trái tim của mình và cuộc sống của những người thân yêu nhất đời tôi. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Anh đừng có bi quan. Dầu sao thì chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Lỗi này không phải tại anh. Tại tôi. Tại tôi tất cả mà. Tôi hẹp hòi. Tôi báo thù. Tôi nhỏ nhen. Tôi quá nặng chữ tiết trinh và lễ giáo gia đình. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề nghĩ đến Thảo Sương. Trong khi mọi người xung quanh tôi, họ luôn luôn mở rộng vòng tay đi chờ đợi tôi. Thế mà tôi vô tình để họ cứ đợi chờ. Trời ơi, tôi là một tên tàn tật lương tâm, một người đang chết. Tôi đang chết, tôi đang chết lắm. Ông trời ơi, ông sai lầm rồi. Ông sai lầm rồi. Người đang chết là tôi. Là tôi nè, chứ không phải Thảo Sương. Ông nghe rõ chưa nè. Ông sai lầm rồi. Anh uống nước đi. Tôi đã nói là anh không nên tự dày dò như vậy. Anh phải tự tin vào định mệnh mới được. Định mệnh? Anh thôi, anh là bác sĩ mà anh cũng tin vào định mệnh nữa sao? Có những điều mà chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt khoa học được. Anh cũng biết, tôi là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về trị liệu những bệnh do thương tích gây ra. Vậy mà